xong bắt đầu bả đem ra ngoài cho nó kiểm tra lại sao giờ nó bị hư đường điện, hư đường điện ICU. Thôi em dẫn về, dắt về đem lên cho anh. Mà giờ là đang chạy là nó bị làm sao? Dạ có nghĩa là lúc đầu là bây giờ nè, cái đó bây giờ đi con. Bây giờ là hết đề được luôn. Không đề được. Rồi. Lúc mà nó sỏi rồi là có đề được. Ừ. Xong rồi sau khi bây giờ có đề được mà đem ra mà kéo cái ga hai ba ga thấp thì không đi thì nó yếu, nhưng mà lên ga lớn cái bắt đầu máy nó kêu cạch 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 cạch. À. Rồi xong rồi em mới để ở bà gì để nhà, xong rồi một hai bữa sau rồi đem ra nó kiểm tra lại. Rồi. Xong rồi nó tháo lưng ra, nó nói máy là không sao, bây giờ nó bây giờ lỗi liên quan ICU này kia, nhưng mà trước khi chưa bị hư xe là đường điện này kia bình thường hết. À, nghĩa là xe bị lấp xong rồi làm máy xong rồi thì chạy nó bị kêu với bị lì với bị kêu. Dạ, rồi. Rồi kiểm tra lại xong rồi thì hiện tại bây giờ là đang không đề được luôn, đúng không? Dạ rồi, ok, rồi đang kiểm tra cho. Cái xe giờ là nó không có điện đâu, đúng không em? Bữa giờ à không có điện luôn. Từ lúc có điện tới giờ sửa lại giờ không có điện luôn. À. Phải không? Kiểm tra lại không lỗi siêu này kia. Không để lấy rồi ok, để lấy cái kìm cắt cái gút này ra nè. Rồi cái mở cái hộp cầu chì lên xem, kiểm tra giùm anh xem có một cái cầu chì nào nó bị đứt không nha. Cái bình thì test ok rồi, bình còn đường mạnh, điện mạnh. Nhưng mà đang không có điện lên chẳng là nó có cái cầu chì rồi. Mở cầu chì ra. Lấy kìm lấy cái dây thử điện á, thử xem coi cái đứt cái cầu chì nào. Giờ cái đó rồi đó. Điện yếu xìu vậy. Rồi đo mấy kia. Không, từ đứt cũng hết rồi sao á? Sao rồi. Rồi. Đo mấy cái khác này. Có mấy xìu à. Rồi. Rồi đây em bị thiếu mát này thì có hai kia là nó xìu đúng không? Rồi, lấy anh đi giúp nhỏ đi. Cái nguyên nhân đầu tiên xe này bị mất điện á là nó đang bị thiếu mát. Cái này giờ chọt cái con dây mát của cái xe nè. Đó, chạm vô dây nè. Là điện nó sẽ có dập trần nè. Đó, không. Rồi ok, giờ mở cái giắc ra coi. Rồi, về phần mà điện là xong rồi đó, nó bị lỏng cái giắc trên đây nha, nó lỏng cái giắc của cái mát này nè, nó không ăn được á, nên mà khắc phục phần giắc xong, giờ điện có rồi. Giờ xử lý tới phần máy ha, đang khó đề khó nổ luôn, nghĩa là khó đề đề nó quay nhưng mà nó khó nổ quá. Giờ để đang thay lại bugi, tại xe này làm máy rồi mà anh em có cái bugi nè. Trời ơi, thấy không, giá cả mà giá rẻ thì nó có giá rẻ nha anh em, lưu ý nha, tại vì thường á làm mà nó không đồng bộ á thì nó bị hành lâu lắm anh em. Còn ở đây mình làm mình đồng bộ mà còn bị hành lên hành xuống mà. Cái này giờ thay buri. À, cái chụp buri này bị xét nè. Nó tan. Nên mình thay lại hai cái. Mắt về để mình đè lại xem. Rồi, đè thử coi. Rồi đè nó chảy không đúng không? Rồi giờ em rút cái giắc này ra đi, rút chặt ra. Em mở cái bugi lại đi, xong rồi mở cái nắp đầu ra cho anh nha. Rồi mở ra thì cũng kiểm tra thì anh em, kiểm tra thì cái đèn pin đâu rồi đây. Có hai đầy trò, có cái đèn pin mà không biết nằm đâu luôn, mới cầm xài đây mà. Rồi nè, đèn vô. À, canh thầm thì ok, đúng anh em, đúng tầm. Nhưng mà ở đây nè, là bỏ chó xả rồi. Bỏ mất chó xả rồi nha anh em. Xe này mà nhìn mà bỏ mất chó xả là nó sẽ khó đề nha. Đó, này là không có chó xả nè. Nên tại giờ là bấm đề đó, mà mình mở bugi ra là nó quay, nó sẽ quay được nè. Bấm đề này. Đó. Dạ. Rồi. Nhưng mà khi mà gắn bugi vô á là không có chó xả là nó sẽ khó đề. Đầu tiên xe này nó đã bị gỡ mất chó xả rồi.
Rồi đây mình rút cái cốc cam anh em. Giờ cái người làm trước á, người ta bỏ mất tiêu con chó xả rồi. Đó, và xong rồi người ta đóng cái bà đạn cam này vô lại á, nhưng mà đóng cái miếng lót cái này nè, tại vì cái ở đây nó có một lông đền mà người ta cũng úp ngược cái chiều nữa, nên đóng cái mà bà đạn vô xong á, để này qua xây cái bà đạn đây. Là xây cứng ngắc luôn á nè, cái bà đạn thấy không nè, xây là nó rất là sượng luôn, quay không nổi luôn á. Có khi cái bà đạn này nè, cái tay qua nhẹ. Đó đúng không? Còn cái bà đạn này nè là sượng ngắc rồi. Đó, cứng ngắc luôn nè, đóng sai chiều nè. Bây giờ là mất tiêu con chó xả luôn, giờ chó xả chắc chắn là không có bán lẻ nè. Chắc chắn là không có bán lẻ con chó xả rồi. Vậy để xem có cách nào mình cứu được hay không, chứ không là lâm tiêu cái cam này nữa. Cái cam này chưa có hư. Rồi, sao hồi tìm kiếm đây anh em thì mình không có tìm được cái cam cũ nào hết, tại vì mà trước giờ mình ít có 210 lắm nên là không có cam cũ, phải như có cam cũ mình gỡ con chó xả mình gắn vào cho xe này cũng được. Điện nó giờ mấy chỗ rồi, còn chưa thấy ai thay hết trơn á. Nên là này giờ là mình chỉ có nước là mình thay lại cái cam mới cho chủ xe thôi. Đó chứ cam này là mất chó xả là xem như xong luôn. Còn cái bê tông này nè. Đây. Thì cái này lý do là lúc mà làm xong tại qua không có kỹ anh em mà giao xe. Xe này là lúc mà giao là chủ xe chỉ chạy được có một buổi thôi là nó kêu quá rồi là mang ra cho mày chỗ làm lại để mà người ta làm cái tuần lễ này không xong rồi cứ còn mà bạn khách bán ra bán lấy về luôn bán vào đây. Thì cái này là cái mặt trên anh em. Mặt trên nè, bê tông này cũng là bê tông xịn nha, highlight luôn nè. Đây đây cái highlight nè. Nhưng mà ở đây á nó bị sập một lần nè. Ở đây là lý do trong cái lồng này nè. Đây. Em coi trong cái lồng nè. Đó. Anh em thấy không, nó có một cái dấu chấm đen nè. Đó không? Thì trong cái lồng mình nó có một cái dấu khuyết ở ngay đây nè, đây nè. Đó này thấy chưa nè. Đó, nên là nãy mở cái xe này ra thì nó cũng ra khối luôn á. Trong nó trên đây là nhớt không à. Nói chung là cái lồng này thì nó bị một lần chỉ vừa rồi. Nói chung là bạn có xe muốn ngon đi bền thì mình sẽ xấy lại nha, mình làm lại nha anh em. Cam này mình thay cam đây rồi. Thì chắc xe này nó cũng chỉ bị nó chỉ bị cái này thôi, chứ cũng không có bị gì nào hết. Thì hiện tại giờ nó đang khó đề. Lúc nãy vô đây thì là anh em nhìn nè, cái xe này ngày trước là gấp, có thể là gấp sai cái gò nè, cái cam nè, nó có nguyên một cái dấu tì luôn nè. Thì cái gò này đó là nó sẽ có hai chiều. Cái gò đâu mà để chung âm anh ơi, dùng chỉ mở nữa. Cái gò này nó hai chiều nè, biết có gấp có sai không. Nếu mà gấp sai là cái bên cái gò nó sẽ có một cái đầu để tì lên chó xả. Nó không tì vào đó thì nó tì vào đây thì nó gây ra cây cam nó có một cái dấu nè. Một cái dấu khuyết luôn nè. Chứ cam cò lăn thì không thể nào có cái dấu này được hết á. Có cái lần sọc dưa luôn. Nên là giờ người ta bỏ chó xả nên là đề không được luôn. Đề nó không có trả lực nên là nó rất là khó nổ. Trong thì anh cũng gán để anh quần thêm thôi. Quần thêm nếu mà anh cứu. Rồi anh em cái lồng thì mình xấy lại nha anh em. Nó xé cho nó láng, nó mất đi cái mà cái cọm anh em, cái cọm nó gây vô là nó gây ra bị xước lồng anh em. Đó. Mà cam thì xác định anh em ơi, giờ không có chó lẻ mất chó rồi nên mình thay cái cốc cam mới cho chiếc xe rồi. Cái cốc cam này thì nói chung là nó cũng có tì rồi. Tại vì nó mất tiền chó xả này mình không có anh em. Đó, chung mà xác định chấp nhận thôi. Đó, mà đạn vẫn quay nhẹ nè. Nhưng mà do đóng vô quá. Cái lồng đền này nè. Là nó sẽ có hai chiều anh em. Nè một chiều lõm này, một chiều này là nó lồi nè. Không, mình lấy gắn úp cái phần lõm dưới phần lồi lên trên, mình ta đóng ngược nên nó cũng nó cứng. Rồi, gắp cái lồng vô đi em, gắp đầu vô đi. Rồi, tối mình gắp xong anh em. Nó vừa mới thay lại bình nhớt của mình luôn. Giờ thì test là xe anh em. Rồi, bấm đề đây. Rồi một cái là nổ nha anh em, nhẹ nha. Đó. Rồi thì về cái xe này á là mình dự đoán cái xe này, mình dự đoán cái xe này á là trước đó là khi mà người ta làm xe á, lúc mà làm đầu lòng xong á về giao cho bạn khách á thì bạn nói là em chạy nó bị nặng cái đầu lắm, chạy ép ra lên nó bị róc, có mang ra lại canh chỉnh. Thì người ta canh chỉnh xong thì mình đoán lúc mà quá trình canh chỉnh á thì có thể là người ta chỉnh cọ căng quá anh em, căng quá thì cái xe cái đầu nó sẽ bị nặng, nặng thì khúc sau nó sẽ bị góc máy rồi á. Đây xe mới làm mà. Cho nên là người ta thấy là lúc mà mang cái canh chỉnh đó, người ta đã bỏ chó xả của cái cam ra. Và khi bỏ chó xả xong á thì xe sẽ đực khó đề anh em, đề nó yếu, đề nó khó nổ. Tại vì bạn chủ xe nó mang ra để xe mang cái tầng luôn. Người ta làm hoài không được. Rồi anh bạn nói là do người ta đổ thừa là do bị hư IC rồi hay gì đó. Thì anh em cũng như lúc đầu anh em thấy mang qua mình đó là mình bấm đề anh em. Nó cứ cái nhấc nó không có quay được, tại vì nó không có chó xả nên là nó sẽ bị nặng lắm anh em.
nha. Dòng 110 này nó sẽ bị như vậy, nên là mình thấy cái đường, cái dàn dây điện nè cũng có đụng chạm hết rồi, mở ra lỏng le hết trơn rồi đó. Nhưng mà đây cũng vậy nè, nè mở ra hết rồi đó, thì mình cũng đã test hết rồi đó. Đây giờ thì mình đã lấy giấy số điện em thử test lại đó, giờ thì là ok hết trơn rồi. Nguyên nhân chính là từ chỗ mà ở cây cam mà ra nha anh em, làm nghề lưu ý nha. Cây cam á anh em không có bỏ chỗ xả được nha, bỏ chỗ xả vậy là đề nó khó nổ. Dòng đối với dòng xe tay ga FP này á nó phải có chỗ xả. Còn nhà cây cam nào bây giờ không, nó đủ điện rồi nè, nó do cái giắc mát bên ECM cấp ga nó sẽ bị thiếu anh em, nên hồi nãy mình chấm lên là nó sẽ đèn nó rất là mờ, nó bị thiếu mát. Rồi em mở ra cái đây, nói chung là không IC không có bị gì nha đó, mình cũng đã xóa lỗi rồi, giờ reset lại cho ECM rồi đó. Xe này thì giờ là ok đó, mình gu đai lại cho bằng chủ xe, gu đai lại rồi ngày mai thì chiều mai hay là chúng bạn chủ xe nó là chủ nhật bạn mới lái xe được. Hôm nay là thứ sáu rồi, ngày mai thứ bảy là mình đăng clip sau nha anh em đó. Rồi ok, clip mình đây kết thúc đây nha anh em, rồi chào tạm biệt anh em.